Thưa quý vị, mới đây Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết qua giả soát đã thống kê trên địa bàn tỉnh trong tổng số hơn 500 cây cầu thuộc hệ thống đường bộ, hiện còn có 109 cây cầu yếu cần phải thay thế sửa chữa với tổng kinh phí là khoảng 965 tỷ đồng. Hầu hết các công trình cầu yếu đang xuống cấp có kết cấu bằng sắt, gỗ, cầu treo, bê tông đã đầu tư xây dựng từ lâu, chủ yếu nằm trên tuyến đường dân sinh đi vào vùng sản xuất của người dân. Trong đó, các huyện có nhiều cầu yếu là Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, các công trình cầu xuống cấp nhưng vẫn đảm bảo được lưu thông trên các tuyến đường dân sinh đến các vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, cần có kế hoạch sửa chữa, gia cố và thay thế. Thời gian tới, các ngành chức năng sẽ lên phương án sửa chữa, thay thế các cầu yếu bằng nguồn ngân sách đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 với mức bình quân mỗi năm là 200 tỷ đồng. Hôm nay, Bộ Công Thương cùng Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2024. Với sự tham dự của hơn 8.000 người là các nhà lãnh đạo toàn cầu, doanh nhân và chuyên gia hoạch định chính sách cùng cam kết kiến tạo tương lai xanh. Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2014 có chủ đề kiến tạo tương lai hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các sáng kiến và giải pháp để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh. Triển lãm quy tụ hơn 200 gian hàng mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá các công nghệ và sáng kiến xanh tiên tiến nhất, tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận các giải pháp trong năng lượng tái tạo, tài chính xanh, xây dựng bền vững và thị trường carbon. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và sáng kiến trong quá trình chuyển đổi xanh của quốc gia mình, cập nhật những quy định chính sách từ châu Âu nhằm giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược phù hợp chuẩn chung toàn cầu. Đây cũng là hoạt động thiết thực trong tiến trình thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, góp phần thúc đẩy một nền kinh tế Việt Nam xanh, bền vững. Thưa quý vị, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được mở rộng, số người tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước, cơ bản hoàn thành theo lộ trình đã đề ra, đặc biệt là số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. 9 tháng năm 2024, cả nước có trên 19 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2023. 93,45 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 2,18%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 15,31 triệu người, tăng 8,2%. Cũng trong 9 tháng năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho trên 67.600 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 3,52% so với cùng kỳ năm 2023. 6,2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe, đã có khoảng 134,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên đến trên 102.000 tỷ đồng, tăng 13.693 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi 35 địa chỉ nhà đất công do các cơ quan đơn vị không còn nhu cầu sử dụng. Sau thời gian triển khai thực hiện đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đã thu hồi 35 địa chỉ nhà đất công với tổng diện tích gần 288.000 m2 do các cơ quan đơn vị không còn nhu cầu sử dụng. Ngoài ra vẫn còn nhiều khu đất khác có vị trí đắc địa có diện tích hàng ngàn mét vuông đang bị bỏ hoang, gây lãng phí trong thời gian dài, như khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, số 246 Hai Bà Trưng, quận 1. Khu đất 3,1 hectare tại số 152 Trường Phú, quận 5. Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng, quận 3, một trong những dự án đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, được đầu tư theo phương thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao từ năm 2008, bị bỏ hoang 10 năm qua. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chuyển dự án này từ hợp đồng BT sang đầu tư công. Phát triển vận tải xanh hiện là xu thế tất yếu để hướng đến sự bền vững, thân thiện và bảo vệ môi trường, xa hơn là đạt mục tiêu net zero vào năm 2050. Tuy vậy thì chắc hẳn là quá trình chuyển đổi sẽ không dễ dàng. Việt Nam có hơn 40.000 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực logistics, hạ tầng giao thông vận tải liên tục được xây dựng mở rộng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Dù vậy, hoạt động giao thông nội địa đang chiếm gần 50% lượng phát thải khí nhà kính trong chuỗi logistics. Do đó, logistics xanh ngày càng được chính phủ và các doanh nghiệp tập trung quan tâm đầu tư. Nhưng để đạt được những tiêu chí về vận tải xanh là không dễ. Thì chúng ta cần những yếu tố một cái thứ nhất là về cái thể chế, hai là hạ tầng và ba là con người thì về thể chế thì tất cả các cái quy định và chính sách của nhà nước hạ tầng là nói về tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng và hạ tầng về công nghệ để mà áp dụng vào năng vận tải xanh và con người thì phải có cái sự đào tạo về những con người những nhà quản trị về các cái tổ chức các cái doanh nghiệp mà đang hướng tới cái phát triển kinh tế xanh à, áp dụng những cái chuyển đổi số hay là những cái năng lượng thì đấy là những cái cần phải đầu tư thì cái chi phí rõ ràng nó lớn tuy nhiên thì nó sẽ bền vững trong cái vấn đề tiếp cận với thị trường khi mà cái đòi hỏi của thị trường nó lớn và đòi hỏi thì phải chuyển đổi xanh. Các hiệp định thương mại tự do tạo sự dịch chuyển chuỗi cung ứng mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa và thúc đẩy ngành logistics Việt Nam phát triển doanh nghiệp tham gia vào thị trường logistics quốc tế từ lâu đã nhận thấy các áp lực về chuyển đổi xanh dù vậy các chính sách về chuyển đổi xanh hiện nay còn chưa rõ thiếu nguồn nhân lực đủ khả năng vận hành các hệ thống công nghệ mới và trở ngại lớn nhất vẫn là nguồn tài chính xanh cho doanh nghiệp còn hạn chế